nhánh đâu? Đâu đường nhánh đâu? Anh đi quốc lộ 1 phải không? Nội. Anh đang đi, anh đang đi trên quốc lộ 1 chứ không phải đi cái đường tránh. Dạ hả? Vậy thì em gọi ai có trách nhiệm ra nói chuyện với anh. Chứ tự nhiên sao lại anh trả tiền, tự nhiên anh có đi đường tránh đâu. Ok rồi, anh đồng ý là em sẽ không nói chuyện, em sẽ không thể trả lời cho anh được đúng không? Vậy thì em gọi ai có thể trả lời cho anh được ra đây. Đúng không? Ừ chứ. Các cái ấy là các cái gì? Cái ấy là cái gì em? Mà cột rác hả? Nó cái ấy là cái gì? Công bọn em thì chỉ có công nhân thu phí ở đây thôi bọn biết. Em. Anh biết là em làm công nhân thu phí. Dạ. Làm công với như anh thôi. Dạ. Nhưng mà anh phải rõ ràng anh mua cái phí là phí gì. Dạ. Mà nếu em không trả lời được thì em nói ai ra có thể trả lời với anh được. Đúng không? Thu phí gì? Cái này là thu phí đường tránh thành phố Hà Tĩnh ấy nhỉ? Đường tránh hả? Tôi có đi đường tránh đâu. Không, bây giờ anh ra là phải đi đường tránh chứ đi đường nào được. Ờ, ra tôi đi quốc lộ. Đi đường tránh, nằm đường tránh là quốc lộ rồi là hẳn. Khoan, tôi đang nói chuyện với ai? Anh cũng là công nhân hay là anh là ai? Vậy thôi, vậy bây giờ anh có thẩm quyền trả lời tôi không? Không, vậy kêu cả lãnh đạo ra đây, tôi đang đi, tại sao tôi phải dừng lại? Kêu lãnh đạo ra đây. Tắt máy. Hả? Rất rõ ràng. Nếu muốn ai trả lời thì ra trả lời với tôi. Thu phí cái gì? Đúng, chính xác. Thu phí cái gì đây? Còn bây giờ nếu mà ai có thẩm quyền trả lời thì trả lời cho tôi biết. Không, ra đây nói chuyện. Hả? Lãnh đạo ra đây. Không, tôi không đi đâu cả. Đây là ở đây là chỗ làm việc, tự nhiên dừng tôi lại. Thì phải làm việc với tôi. Còn anh có làm việc với tôi không? Không, tôi không đi đâu, tại sao tôi phải đi? Đúng rồi, vậy thì hoặc là anh gọi lãnh đạo ra đây hoặc là tôi ngồi đây. Còn các anh cũng làm công thôi đúng không? Rồi ok. Anh tên gì nhỉ? Anh tên gì? Anh Kiên ha. À, Kiên anh nói như thế này nè. Em nói xong rồi thì đến lượt anh nói nha. Thì anh đang đi đường. Thì tự nhiên anh bị chặn lại và bị đòi tiền. Thì anh không biết đây là tiền gì. Cho nên anh cần có một sự trả lời rõ ràng. Mà nếu mà Kiên không trả lời được á, thì Kiên nói những người có thẩm quyền ra đây trả lời cho anh. Và anh không việc gì phải đi gặp ai cả, bởi vì anh đang trên đường đi mà anh chặn lại. Cho nên anh nhắc lại là đừng gọi anh đi lùi hay là đi đâu để mà gặp ai cả. Anh không phải đi gặp ai cả. Nếu ai có thẩm quyền thì ra đây trả lời cho anh biết. Rất rõ ràng vậy ha. Rồi, cảm ơn Kiên. Thật ra anh nói với Kiên luôn á, là hả, là các quyết định đó đưa ra đây cho anh á, anh cũng trả lời sẵn sàng luôn. Cái trạm này là bắt đầu từ 209 và sau đó là nó đã xong rồi, nó hoàn vốn rồi. 579. Cho nên đừng có nói cái chuyện mà ở đây được quyền thẩm quyền. Nếu thẩm quyền thì hãy có những người có trách nhiệm ra đây trả lời cho anh và đưa cho anh cái quyết định. Rồi, cảm ơn Kiên nha. Rồi. Vậy cho nên bây giờ Kiên có nói người có thẩm quyền ra đây nói chuyện nha anh. Không thì anh cứ ngồi đây cho đến khi anh chán thôi. Đâu, trạm này là bắt thu phí từ năm 2009 mà. 1979 là bắt đầu. 1979 là xong rồi tới năm
2006. Lẽ năm là bắt là làm mới một cái đường tránh. Mới, đúng đó, rồi. Thì công ty Sông Đà đó. Ừ, và trong đó là đến năm 2009 là bắt đầu thu đúng không? Bắt đầu thu mà thu cho cái đường tránh. Đường tránh đúng rồi. Rồi. Đó thời của anh Võ Kim Cự đó. À, à lại đồng chí Võ Kim Cự. Quê ta có anh Cự. À, chức rất bự và làm việc rất sậu sự. Không, thơ. Còn cái công ty Sông Đà là của anh Thăng. Của anh Thăng. Anh Thăng đi đã thăng rồi, nước non mang mát, ngậm ngùi đời ta. Anh Cự cùng với anh Thăng, cả hai làm lăng nhăng làm càng chứ. Đó ha. À, Kiên cứ nói, người nào có trả lời cho anh được thì cứ nói ra ha. Còn không thì anh cứ ngồi đây thì chờ cho đến khi anh chán rồi thì anh phải cho thêm đi đúng không? À. Và mình cũng nói luôn là cái BOT này thì cái đường này rất điển hình cho đường của Việt Nam chúng ta, đó là xấu quắc, đường lồi lõm và vá tùm lum cả, cho nên các bạn lại thấy là cái biết rằng là đường đi của chúng ta nó xấu như thế nào, nhưng mà chúng ta vẫn phải trả tiền rồi hả. Con đường chúng ta đi, con đường Thỉnh Kinh, không phải nhầm thôi, không phải. Hà Tĩnh, mình rất yêu Hà Tĩnh. Hà Tĩnh mình ơi mà. Hà Tĩnh mình ơi, đi đâu cũng nhớ về Hà Tĩnh. Không, nhưng mà Hà Tĩnh gần đây là thời sau thời anh Cự là mọi người đề nghị di dời. Ừ. Chính quyền mới là đề nghị di dời. À đúng. Có một lần là tôi nhớ là các tài xế rồi các người dân là phản đối cái trạm này. Nha nha nhớ nha. Đó, à là hình như lại có một đồng chí tiếp thị sữa tới để quay phim chăng? Chúng ta hãy ghi hình anh ấy để vào nào. Đó, đó anh ấy. Em của anh đây nè. Em ghi hình gì vậy em? Em ghi hình gì vậy? Anh đây nhớ mặt anh nha. Đó. Nhưng mà em ghi hình gì vậy em? Anh có biết em ở đâu ra không hả? Đó, quay cười lên đi em. Anh đi rồi. Mà. Thôi Kiên, anh có một ý kiến này. Được. Sáng giờ chắc Kiên có làm việc mệt rồi đúng không? Nhân tiện đây thì anh cứ đứng đây thì em khỏi phải làm gì cả. Chúng ta cùng nghỉ mệt. Để đây anh cũng có mang nước sôi đây, chúng ta pha trà ra uống. À, tại vì xe nhiều xe ít thì em cũng làm cái chừng đó thôi đúng không? Em cũng làm công việc của Kiên của em thôi. À. Cho nên trong lúc đó thì chúng ta ngồi thư giãn. À, đông à. Sao có chó tham gia giao thông nữa? Của ai vậy ta? Đông rồi. Ồ, có chó nữa hả? Có, mà chó chắc của dân quá. Có chó hả? À không, chó này là này. Ăn thịt chứ không là chó thiệt vụ. Hay là tham gia phản đối? Chó vàng. Ui, hơi bụi. Cái nào nói chuyện anh này nói nha. Kéo cửa lên, hơi bụi. À, đông rồi, vui rồi. Phải vậy chứ. Đó, có một chó vàng đã tới. Không, là con chó màu vàng. Mọi người đừng có nghĩ về tầm bậy tầm bạ nha. Lắm á. À, nhưng mà đang nói về Hà Tĩnh nha. Hà Tĩnh có gì nha? Hà Tĩnh có Formosa. Gần đây là Formosa. Hà Tĩnh đã nổi lên như một địa phương ô nhiễm. Nổi tiếng ở cả nước đó là Formosa. À, khi nào các bạn đi ngang Formosa mình sẽ nói thêm, nói riêng ra.
là bạn nào mà chưa đi ngang qua chỗ địa phận Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Đây đây, ông Trịnh Xuân Phúc. Sao đấy? Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hạ tầng sông Đà, đơn vị vận hành thu phí tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cho biết, việc đặt trạm thu phí tại cầu Rác được chính phủ thông qua. Ông Phúc cho rằng sở dĩ không đặt trạm thu phí ngay trên tuyến đường BOT vì có nhiều bất cập. Nếu trạm thu phí đóng trên tuyến BOT thì sẽ không đảm bảo được cự ly tối thiểu 70 km là 70 km Bến Thủy, đúng không? Đối với trạm Bến Thủy. À, đấy. Có nghĩa là các đồng chí của chúng ta rất khôn, cứ canh đúng 70 km là đặt một cái BOT. À. Ông nói tiếp nè. Một khi trạm được đặt tại đầu hoặc cuối tuyến BOT, chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng xe trốn vào các tuyến đường dân sinh để tránh bị thu phí. Trời ơi, việc này không những phá hỏng đường liên xã mà còn ảnh hưởng đến an toàn giao thông địa phương. Quá à, trời ơi, thật là ghê rợn. Trạm thu phí cầu Rác hình thành từ những năm 1980. Sau khi công ty sông Đà tiếp nhận, chỉ cần tu sửa là sử dụng được. Còn nếu lập trạm mới thì ông phải tốn 30 tỷ để xây dựng hạ tầng. Ngoài ra còn phải xin thủ tục cấp đất, mất nhiều thời gian. Thật là khốn nạn nó. Ý tưởng quá hay. Ông Phúc cũng cho hay, trạm thu phí đặt trên tuyến BOT chắc chắn lưu lượng xe sẽ rất ít, thời gian hoàn vốn phải kéo rất dài. Do đó, việc đặt trạm tại cầu Rác đảm bảo lộ trình hoàn vốn đúng quy trình cho nhà đầu tư như đã ký kết. Ông Phúc cũng thừa nhận việc đặt trạm thu phí tại cầu Rác chưa nhận được sự đồng thuận của người dân. Có sự đồng thuận của người dân. Có không? Người dân đó là anh Võ Kim Cử. Anh người dân đặc biệt này được toàn thể nhân dân yêu mến vì đã có công mang ô nhiễm về cho đất nước. Tên anh sống mãi với núi sông. Kim Cự ơi, Kim Cự. À, các bạn đã thấy đấy, à, cái đoạn cầu Rác này. Mà tại sao nó tên là cầu Rác? Là nó xem như cỏ rác đó, như người dân như cỏ rác, hay là coi tiền của mình rác. Như rác à. Coi tiền của người dân như rác. Những đồng tiền thương máu. Một anh tiếp thị sữa đã xuất hiện. À, anh ấy đã quay biển số xe của chúng tôi. Thiệt là đẹp trai quá mà. Tiếp thị ơi, tiếp thị, đón em vào năm trước. Ủa mày, cái bài đó là bài lớp 1 ở lớp 1. Anh ấy vẫn tiếp tục quay phim. Vậy thì chúng ta vẫn phải quay lại chứ. Hãy để cho cả nước nhìn thấy anh ấy đẹp trai như thế nào. Kêu cười lên. Đây, đồng chí tiếp thị sữa. Tôi thì rất thấy rất rõ đây, anh đừng trốn. Tại sao anh lại trốn? Trốn chưa? Tại sao lại trốn? Hãy sống với một người đàn ông cho nào. Đây, anh khỏi trốn, tôi thấy đây. Anh tiếp thị sữa đã rất e ngại và đã trốn chui nhủi. Trong khi thì tôi thì vẫn đứng đây. Khổ thân quá. Nhưng anh ấy, mà anh ấy không dám yêu dám hận. Nhớ nhìn anh ấy tôi lại nhớ đến em trạm thu phí ở Bắc Hải Vân. Em ấy trả lời rất dứt khoát, nói chuyện rõ ràng rành mạch. Em ấy là một người dám yêu dám hận, tôi nhớ em ấy ghê. Em ấy là Quỳnh, người ở thành phố Thanh Hóa. Thanh Hóa anh hùng tôi yêu ghê. Em Quỳnh ơi. À, kính thưa quý vị và các bạn, cái anh nón đen áo nâu này là người của chúng ta, không phải là nhân viên tiếp thị sữa. À, khi mà anh ấy bước xuống thì nhân viên tiếp thị sữa biến mất. Có thể là do anh ấy quá đẹp trai chăng? Không. Hay là do anh ấy to con? Hay là anh tiếp thị sữa? Các bạn lưu ý nhá, anh nón đen này là người của chúng ta. Nếu không anh ấy sẽ không kìm được dục vọng đê hèn của mình. À, mọi người nói là đừng đóng cửa lại chú ơi, để nói chuyện cho nó nghe. Để nói chuyện cho họ nghe. Bụi. Cho nên chúng ta cũng phải thông cảm với lại các nhân viên BOT.
và nhất là anh Kiên ở đây, bởi vì hàng ngày anh ấy sẽ phải tiền đâu tiếp xúc với lại khói bụi. Tôi cũng rất yêu anh ấy, nhưng mà chúng ta đây là chén cơm của người tài xế, chén cơm chan đầy nước mắt ấy còn dằn khỏi miệng ta. Chúng tôi phải thức ngày thức đêm chạy trên con đường GF này để kiếm từng đồng xu, nhưng mà cái trạm này là coi đồng tiền của chúng tôi như cỏ rác. Giận không? Chúng tôi rất là bức xúc. Chén cơm của tôi. Ủa cái đó cái tô mà anh. À tô tô thì chén tô. Cái tô chan này tiền xu. À đúng, đúng rác thiệt. Tôi mới ngồi chút xíu mà rùi, rùi bu. Trời ơi. Thế giờ chúng ta sẽ thấy sự cực khổ của anh Kiên. Nhưng mà Kiên à, anh cũng nói như thế này. Anh rất yêu quý em. Hả? Không công việc nói giải thích công việc của em cũng như của anh thôi. Nó đều cũng phải tuân theo công việc. Nhiều khi nó cũng mệt đúng không? Anh yêu quý em hoàn toàn. Cái điều mà chúng ta, điều mà anh không yêu quý là yêu quý những người chủ của trạm BOT này. Nhưng mà có phải thời ông Cự không? Chắc chắn là anh Cự, đừng cãi. Còn công ty Sông Đà có phải của anh Thăng không? Hay là em anh Thăng? Hay là mình phải kiểm tra lại? Chắc chắn là của họ Đinh. Đinh Tiên Hoàng thì chắc phải rồi. Mọi người nói sao anh Kiên lạnh lùng quá vậy? Anh Kiên ơi, có người nói sao lạnh lùng vậy, cứ cười lên nhá. À không, đang nói anh cười thôi, không có vấn đề gì. Một bạn thì nói là gãy chân luôn. Thực ra cái này không phải là gãy chân đâu, cái này là gãy tay. Cái này là giác tiền đi đóng phí nhưng mà tiền nặng quá, gãy tay. À, trong lúc này thì chúng ta nên tường thuật về Hà Tĩnh nha. À, lúc nãy tôi đang nói tiếp về Formosa, thì nếu các bạn nào đi qua khu vực thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh thì các bạn sẽ thấy là khu công nghiệp Formosa như một thành phố riêng biệt. Vào cách đây khoảng 7 năm thì nếu các bạn đi trên đường quốc lộ 1A thì các bạn sẽ thấy là những hàng quán trên đường đầy cả tiếng Hoa và công nhân Trung Quốc đi hàng đàn ở trên đường. Hàng đoàn, tôi thích là chung như hàng đàn. Tôi không thích là đoàn được không? À, đừng. Ok, quay bên kia ngoài. Và thời gian lúc đó đã xảy ra những việc xô xát rất, nói chung là tình hình an ninh phức tạp lắm. Thì sau này tình hình an ninh cũng được phần nào giải quyết. Bây giờ nhưng mà nếu các bạn đi qua chỗ Kỳ Anh thì các bạn sẽ thấy là như một thành phố riêng biệt, biệt lập, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Và trên đường đi thì vẫn có những hàng quán mà có bằng tiếng Trung, nhưng mà dĩ nhiên là bằng tiếng Trung và tiếng Hoa. Ấy và tiếng Trung và tiếng Việt. Xin lỗi. Sao vậy? Là tiếp phiền sở chăng? Không, người đi xe gắn máy. Tin vui cho các bạn, cho một số bạn đồng bào của chúng ta là nếu mà chúng ta đi xe gắn máy hoặc là đi xe đạp thì qua trạm phí không mất tiền. Đúng rồi. Đi bộ được miễn phí. Đi bộ cũng được miễn phí. Đi bộ được miễn phí luôn. Đó là một tin vui. Tôi nói tiếp nha. Ở Hà Tĩnh có gì nữa nha? Có bài ca rất nổi tiếng là đi đâu cũng nhớ về Hà Tĩnh. Mà thôi tôi không hát đâu. Bài đó cũng phải để cho những người nào ở Hà Tĩnh nó hát thì mới đúng hơn. Tại vì phải là giọng miền Trung. Hà Tĩnh có gì nha? Có biển Thiên Cầm. Tôi cũng không biết có gì nữa nha. Hà Tĩnh có trai kẹo thọ, có kẹo sơn, có kẹo cu đơ và có kẹo cu đơ. Và ở Hà Tĩnh nha, nếu các bạn đi trên quốc lộ 1A thì các bạn sẽ thấy một điều đặc biệt là rất nhiều nhà có chấp nhọn, có cái mái là chấp nhọn như nhà thờ vậy á. Các bạn có biết vì sao không? Đó là vì có một thời gian có đồng bào ở Hà Tĩnh mình đi xuất khẩu lao động nước ngoài, và nhất là bên Nga.
thì khi mà các đồng bào mình về thì mang một số kiến trúc ở Nga về áp dụng vào cái nhà của mình, thì nó ra như thế. Thì xấu đẹp thì tôi cũng không có dám bàn. Con Vi gái anh nghe lộ chung dần ai rửa con gái con Nghĩa. Nhưng mà ở đây á thì người dân ở đây là không cô đơn, bởi vì sau khi mà anh Cự ảnh tiêu tùng rồi thì chính quyền địa phương cũng nhiều lần đề xuất là dời cái trạm này đi. Thì cụ thể là anh thấy wifi còn không? Còn phải không? Còn. Thì cụ thể là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Cẩm Xuyên Phạm Văn Thắng cho biết, giai đoạn từ năm 2015 trở về trước, mỗi lần tiếp xúc cử tri thì vấn đề phí cầu rác luôn làm nóng hội đồng. Dùng trạm cầu rác để thu phí tuyến BOT tận ngoài thành phố Hà Tĩnh không những khiến người có ô tô kinh doanh vận tải, hành khách bức xúc, mà chính người dân sống hai bên cầu không có ô tô cũng phản ứng gay gắt. Gay gắt quá. Ông Thắng nói như thế này: người dân ở Cẩm Xuyên muốn làm nhà cửa phải đi qua cầu rác phía đầu huyện Kỳ Anh để mua vật liệu. Do qua đây phải đóng phí nên giá vật liệu bị đẩy lên, khiến người dân luôn phải mua hàng hóa cao hơn mức bình thường. Theo ông Thắng, bản thân ông cũng nhận thấy rất không hợp lý khi dùng trạm cầu rác để hoàn vốn cho tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh, không liên quan gì đến cái trạm này. Mỗi lần xuống địa bàn xã làm việc, khi lưu thông qua cầu rác, tôi phải đóng tiền đều đặn hai lượt phí cả đi lẫn về. Nhiều lần buộc miệng hỏi nhân viên vì sao không đi trên BOT vẫn phải đóng phí, thì họ bảo làm theo bổn phận công ty giao, ông Thắng nói. Còn Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Hồng Hải, không phải là Võ Kim Cự nha, ông Võ Hồng Hải cũng cho hay, nếu chỉ đơn thuần dùng trạm cầu rác để thu phí hoàn vốn cho tuyến đường tránh thì không đúng, sẽ kiến nghị lên các cấp cao hơn để đưa trạm về nơi phù hợp. Trong khi đó, ông Trịnh Xuân Phúc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hạ tầng Sông Đà, đơn vị đang vận hành tận thu phí tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh, thì cho biết việc đặt trạm thu phí tại cầu rác là đúng quy trình. Các bạn nhớ nha, cái chữ đúng quy trình là cái từ kỳ diệu ở đất nước Việt Nam mình. Bây giờ tôi trả tiền phải đúng quy trình. Ủa mà quy trình mẹ gì? Tất cả những gì mà các bạn thấy sai trái thì sẽ được một từ, có một từ rất kỳ diệu, đó là đúng quy trình. Đúng quy trình nó sẽ hóa giải hết tất cả. Nhớ thần chú đó nha các bạn. Nhưng mà lúc nãy bạn Danh có nói về cái đồng chí Võ Kim Cự tiêu tùng. Tôi thấy cũng chưa có thấy sai. Kim Cự vẫn chưa tiêu tùng, vẫn còn sống khỏe, sống mạnh. Anh ấy vẫn còn ngon mà. Tôi thì rất yêu cái chuyện đó, bởi vì để cho mọi người nhìn thấy ảnh đã gây ra những chuyện rất hay ho ở Việt Nam mình. Đấy, các bạn nhớ nha, quyền dừng lại là của các bạn. Các bạn hãy yên tâm. Thì như tôi đã nói trong những cái clip trước là bây giờ các anh BOT này đã dùng chiến thuật là cứ y ra thế, cho đến khi nào chúng ta chán thì thôi, thì chúng ta sẽ đành phải bỏ tiền ra. Mà như tôi đã nói rằng là tiền đấy. Mà như tôi đã nói là nếu mà các bạn có thể không thể nào chờ được, các bạn muốn đi vệ sinh chẳng hạn, thì là các bạn chịu thua. Và chúng ta có thể tự ao quy với nhau rằng là chúng ta bỏ tiền đi vệ sinh. Có một cái câu gì đó trên tôi thấy đọc trên mạng, đó là khi mà bạn muốn đi vệ sinh thì không có điều gì trên đời quan trọng nữa. Thì cho nên với số tiền 35.000 thì mà lúc đó bạn muốn đi vệ sinh nhiều quá thì đó là số tiền rất nhỏ, các bạn thấy không?
cho nên nếu mà để chuẩn bị thì lần sau thì các bạn hãy mang biển vào hoặc là mang theo cái bô. Túi ni lông. Túi ni lông à. Túi ni lông này nhỏ quá, không chứa đủ nguyên một xe. Các bạn nhớ mang theo đồ ăn, và miền Bắc bây giờ đang trở lạnh thì nhớ mang theo chăn mền, rồi túi ngủ, nhớ mang mang nước à, nhưng mà hạn chế uống nước, tại vì như tôi nói nếu các bạn uống nước thì các bạn sẽ, và ăn cũng vừa thôi, ăn nhiều quá thì nó nguy hiểm, mang lương khô là tốt nhất. Đấy thì các bạn có thể tha hồ nghỉ ngơi ở đây. Nếu được thì các bạn hãy mang điện thoại có phim ra mà xem. Đó, chúng giữa đông người như thế này mà chúng ta pha cà phê và xem phim chẳng khoái ru. Sao nữa nhỉ? Thôi anh kiên quyết rồi. Anh kiên quyết. À, dân dân anh hùng. Đeo tôi anh hùng. Nhưng mà tôi, như tôi đã nói mà, giá như mà có khoảng thêm một xe nữa đồng hành cùng với tôi nữa thì sẽ vui biết bao. Nhưng mà tôi nhắc lại là chúng ta hãy rất lịch sự, ôn hòa, và chúng ta coi nhân viên thu phí như anh của mình, em của mình, bạn mình. hòa nhã, hãy làm quyền của chúng ta. Một bé Vi Nguyễn nói điều quan trọng là phải có 3G, 4G thiệt là mạnh chú ơi. À đúng. Con anh á. Con anh nó nói nhớ mua quà cho con. Ba về ba mua quà cho con. Ở đây có. Nhưng mà mua quà thì tiền đâu mà mua? Những cơm của ba. Hả? Ba đi xa nhớ ba hiền. À, lâu lâu ba nhớ gửi tiền cho con. Ảnh ngồi thiền luôn rồi, thôi mình. Đây là một cái thông tin rất hay. Đó là những bạn nào tập yoga thì ở đây có thể thực hành yoga luôn. Chúng ta sẽ cùng với lại anh Kiên cùng tập yoga ngồi thiền. Chúng ta sẽ thi gan cùng tế nguyệt. Có một bạn nói rất là bậy bạ nha. Cái bạn tên là Jack Miner. Bạn nói mắc ỉa quá, giờ sao lát nữa tôi xóa cái comment này nha. Thiệt là bậy bạ quá mà. Thì như chúng tôi đã nói, các bạn hãy mang theo biển. Ủa, lại bán mất rồi. Nhưng mà tôi cũng nghĩ là chúng ta đang làm một việc tốt cho anh Kiên. Bởi vì anh Kiên sẽ được nghỉ ngơi. Anh Kiên làm một ngày cũng kéo cửa ra kéo cửa vào cũng mệt, phải lấy tiền đếm tiền cũng mệt. Ký thay bộ trưởng Vũ Thị Mai. Vũ Mai là ai? Vũ Mai. Vũ Thị Mai chứ không Vũ Mai, đừng có xuyên tạc. Vũ Mai vãi cái gì? Nói bậy quá. Vũ Thị Mai. Đây. Đây là cái thông tư đó. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hạ tầng sông Đà là công ty con của tổng công ty sông Đà. Các bạn nhớ nha, tổng công ty sông Đà là của anh Đinh La Thăng yêu quý của chúng ta. Sau này anh lên bộ trưởng, anh thừa thắng sông lên mà. Từ đó mà anh thừa thắng sông lên trở thành bộ trưởng yêu quý của chúng ta. Nhớ nha, đất nước mãi gọi tên anh. Đó, chúng ta sẽ nhớ mãi anh Võ Kim Cự, anh Đinh La Thăng. Và có nhiều anh khác nữa. Trước mắt là có anh Trịnh Xuân Thanh. Ủa, anh Trịnh Xuân Thanh đi rồi, xong rồi. Anh Trịnh Xuân Thanh đâu liên quan tới cái BOT này. Không, tôi không nói rằng là liên quan đến BOT, mà tôi nói rằng là đất nước mãi gọi những người anh hùng. Luật sư Ánh Trần, một cái luật sư rất là nổi tiếng, thì comment là họ đang áp dụng quyền im lặng. khoan, tôi hơi phản đối với lại luật sư Ánh Trần, bởi vì
luật im lặng là thường dành cho mafia mà. Đúng á, luật im lặng là hiện nay là thí dụ như các cái đối tượng khi mà gặp việc này việc kia thì họ có quyền im lặng chờ cho đến khi có luật sư. À, đó là Miranda. Luật gì? Đó là luật Miranda. Câu câu nói bạn có quyền giữ im lặng. Bạn có giữ quyền giữ im lặng cho đến khi những lời nói của bạn sẽ là bằng chứng trước tòa. Đó là Miranda. Còn Vi Nguyễn là ai? Vi Nguyễn thì nói là im lặng là biểu hiện của việc đuối lý, chứ giờ mở mồm là cãi cùa nấy. Hay là Vi Nguyễn phải con của anh không? Anh Nghĩa. Nhưng mà im lặng Vi là vàng là ai? Nhưng mà vàng đâu không thấy. Hồi nãy đó. Chứ còn cái hình khác nữa là không phải. Nhưng mà tôi quay lại cái luật im lặng là xuất phát từ bên mafia. Sao anh ấy lại dùng mafia? Ở cộng thu phí. Như nào vậy Chiến? Và nhân đây tôi muốn hỏi là có bạn hữu nào ở gần đây thì ra đây chung vui với chúng tôi chứ. Buồn quá. Một trạm phí khác à? Anh đang đậu ngay trạm thu phí cầu Rét của Hà Tĩnh. Mà ngặt một cái thì cầu Rác này nè, nó đã được hoàn vốn hồi năm 2006. Chí rửa rồi sau này là hết á, họ tận dụng luôn cái trạm này để họ thu có tiếng tánh của Hà Tĩnh. Trong khi đó dân bà con mình không đi tiếng đánh Hà Tĩnh cũng phải vẫn phải trả tiền phí. Họ đang trên chiến lịch chiến thuật là sử dụng quyền im lặng. Chắc nãy giờ là chúng ta cũng đã theo dõi và đã hiểu được quyền và quyền lợi của chúng ta, và chúng ta đã thấy được không có đông với lại và chúng ta cũng hiểu được họ đã những cái BOT này họ là như thế nào, và họ đã sử dụng cái chiến thuật gì. Tôi phải dùng đến chữ chiến thuật để đối phó với chúng ta. Khổ quá, dân dân với nhau mà đối phó lẫn nhau thì thật ra thì chúng tôi cũng biết làm sao đây, thì chúng tôi đành phải chịu thôi, và bây giờ là chúng tôi đành phải bu phí vậy. Và tôi lại đành phải dùng bát cơm chan đầy nước mắt của tôi để mà trả phí vậy. Chúng ta xem thử là anh Kiên có đồng ý tiền xu không nha. Kiên ơi, bây giờ anh mua vé nha, anh chịu thua rồi, bây giờ anh dùng tiền này mua nha. Rồi, ok rồi. Hả, em có nhận không? Bây giờ anh mua vé đây. Sao Kiên, anh không nghe anh em nói rõ lên coi. Em nói gì? Bây giờ anh trả tiền để anh mua vé thì được không? Rồi được rồi, vậy anh trả từ. Rồi được rồi. Anh nhấn đi. Bao nhiêu rồi Kiên? Bao nhiêu rồi? Hả? 900. 629. Vậy thì mà em phải đếm cho anh đó đúng không? Bạn phải đếm chứ. Rồi giao dịch nhân sự rồi mua vé, bạn có đếm tiền thì anh tiền của anh đến rồi đây đúng không? Em có vậy thì bao nhiêu rồi? Đã 600. À 600 hả? Rồi. Vô lấy lại à? Thật ra anh nói là 900 chứ không phải 600 đâu nha. Thôi nhưng mà thôi anh thấy Kiên như thế, anh biết Kiên cũng mệt rồi, thôi được anh trả đàng hoàng. Được ha.
Trái này cũng đàng hoàng mà. Rồi rồi rồi. Ủa chết mẹ, hết tiền. Đấy, đấy. Thôi đưa tiền kia đi. Tại vì nó cũng tương đương với nếu mà chúng ta ngồi không như thế. Ừ. Thì cũng tương đương thôi. À, cứ để tiền lại đây, cứ đưa tiền bình thường. À, đây đây, rồi, trả tiền bình thường thôi. Xót xa quá vậy. Nghe xót xa như rụng bàn tay. Ủa, bên kia sông Đuống hả? Sao tôi cứ nói về thơ hoài vậy? Em thối đi. Ý, tôi phải cho các bạn thấy là một nữ hành khách bên kia rất xinh đẹp. À, bác Tài. Bác Tài bên kia nữa, bác Tài. Khổ quá đi rồi. Mà thế bà là một bác Tài rất râu ria bậm trợn. Khổ ghê. Thôi được rồi, vậy đó ha Kiên ha. Rồi chúc. Tiền cơm của anh đó em. Rồi cảm ơn Kiên. Chúc em sẽ gặp những nhiều người giống như anh. À, thôi đấy các bạn, chương trình tập kỹ đến đây là ủa mở tập kỹ đến đây tạm chấm dứt. Thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào chương trình kỳ sau. Mở nó đâu hết tiền. Đưa tay lên chào mọi người đi em. Rồi rồi, ok. Dân có nói gì không? Thôi không, không nói gì hết. Nói gì vậy ông nội, khùng quá.